Solution, truyền thông điện thoại cổ. Con điện thoại này là con điện thoại Katana 50i, con điện thoại rất là cổ rồi. Sau đây bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc điện thoại hàng Nainu này. Hàng này thực chất ra là hàng Nainu, hàng cũ thôi, hàng cũ nhưng chắc là được thay vỏ rồi. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem nó có được mới và các tính năng của nó thế nào nha các bạn nhé. Đây, sau đây mình sẽ mở hộp. Đây, để xem phụ kiện có những gì nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ được tặng một chiếc túi điện thoại, mình sẽ bỏ thêm này. Tiếp theo là dây sạc. Đây chính là dây sạc. Dây sạc đây. Tiếp theo sẽ là một cục pin. Một cục pin 1000mAh. Sorry Edison. Đây, mình sẽ để trên đây. Tiếp theo là phía dưới, chúng ta sẽ được tặng một khay nano sim, một khay cục sim và các cái khay để chúng ta có thể lắp được sim. Bây giờ còn rất là nhiều loại sim cắt khác nhau, sim iPhone 5, iPhone 6 chúng ta đều có thể lắp được vào đây. Đây chính là các cái vỏ bọc để chúng ta có thể lắp được vào này. Tiếp theo là sách hướng dẫn sử dụng Sony Ericsson. Đây là hộp, tôi sẽ bỏ sang này. Đây là sách hướng dẫn sang này. Đây. Tiếp theo đến là chiếc máy. Đây là máy chiếc điện thoại Sony Ericsson. Đây, bên ngoài của nó thì khá là mới. Màu này là màu vàng trắng. Khá là mới nhưng khả năng con này đã thay vỏ rồi. Cho nên nó mới thế này bởi vì dòng máy bây giờ nó không còn sản xuất nữa. Đây, nhưng mà các cái phụ kiện hay là các cái vỏ viết của nó cũng rất là chắc chắn. Và lát xe lông đầy đủ. Rất là mới. CyberSoft này. Đây là 3.2 megapixel. Đây là trên là đèn xe lông. Đây là chống mắt đỏ này. Đây các phím bấm rất là chắc tay. Rất là chắc. Giờ mình sẽ thử lắp pin vào. Đây, chúng ta sẽ lắp pin vào đây. Sau đó chúng ta đây lại. Mở nguồn ở trên phía trên nha các bạn nhé. Đây mình sẽ mở nguồn. Đây, màn hình khởi động của Sony. Đây có đây là họ đã dán sẵn một tấm dán màn hình cho chúng ta rồi. Đây là khởi động. Đây rất giống, đây nó đều có tiếng Việt luôn. Chế độ thường và chế độ máy bay. Bây mình sẽ chọn chế độ thường. Đặc biệt được dòng Sony này là nếu không có sim vào thì các bạn sẽ không sử dụng được, nó chỉ có phần giới thiệu thôi. Đây mình bấm phần giới thiệu. Đây mình thanh to đi. Đây chính là phần giới thiệu. Đây trượt ra. Phần này là phần giới thiệu nhá. Phần giới thiệu về chiếc Katana 50i. K nghĩa là camera chuyên về chụp ảnh. Đó. Bây giờ mình sẽ quay lại. Mình thử lắp một chiếc sim vào xem là thế nào. Mình sẽ tắt nguồn đi. Đây mình sẽ thử lắp một chiếc sim này bị khóa rồi nha các bạn nhé. Mình sẽ lắp thử một chiếc sim đang bị khóa vào. Mình sẽ không dùng cái loại nano, hoặc các bạn có thể dùng loại nano này cũng được. Đây mình sẽ thử luôn cái nano này cho các bạn xem. Đây chính là ghép của nó. Chúng ta ghép vào đây. Đó, thế là thành một chiếc sim bình thường, chưa cắt tí gì luôn. Nó lắp pin rồi. Các bạn mua sản phẩm bên mình thì đều được bảo hành 3 tháng nhé. 3 tháng lỗi do nhà sản xuất nhé. Nguyên tem không rơi nước, không các thứ nhé. Đây tất cả máy đều chưa rơi nước nhé. Đều có tem chống rơi nước hết. Đây mình sẽ chọn chế độ thường. Đây bên phía bên này sẽ có nút âm nhạc và thẻ nhớ M2. Phía dưới là cái móc treo mic, chân sạc, bên cạnh là nút chụp camera. Tiếp theo là âm lượng ở bên góc bên này, trên là nút nguồn. Đây sau là chữ biểu tượng Sony Ericsson và được dán băng dính rồi để cho nó tránh bị mờ và bị mất. Đây chính là màn hình đã khởi động lên, đây là màn hình chờ. Đây mình sẽ vào menu. Đây tạm thời máy này mới nên chưa có bài hát nào cả. Bây giờ mình sẽ vào giải trí này, FM radio này, để chơi này, chắc ID, máy phát video này. Đây, tất cả đều có hết. Và mình sẽ thử vào nghe nhạc chuông xem nó có âm thanh như nào. Chuông này, sorry này. Sorry Edison này, phát này. Đấy, âm thanh nghe rất trong trẻo. Rất trong trẻo. Rồi, mình sẽ thử vào một trò chơi, mình chơi game xem. Đây, giải trí này.
trò chơi này. Tennis đi. Này hỗ trợ Java các bạn nhá. Camera trước này. Game này. Chơi game này. Vào đây này. 5 này. Đấy, chạy chạy này. Ôi, shit này. Này chơi avatar giống kiểu ngày xưa được hay. Avatar chơi game. Ôi, thua rồi. Bướng à. Chạy chạy chạy. Ui. Ui giọt thua rồi. Yes. Thôi. Nếu các bạn muốn chơi các trò khác thì các bạn đều có thể lên mạng tải Java và tải trò chơi Java mà các bạn chơi trò chơi Java thôi. Giờ mình sẽ bật thử camera cho các bạn xem. Khi mà màn hình chính các bạn chỉ trượt ra sau này. Đấy. Là camera CyberSwap sẽ hiện lên. Đây. Đó. Đây. Đó. Cái này chúng ta có rất nhiều chế độ, chế độ các chụp cảnh, chụp tiêu cực, hai đèn flash, tự động hiệu ứng tối ưu hóa màu sắc này, chế độ sáng là một điểm này, rất là nhiều chất lượng hình cũng có này, chất lượng hình siêu sắc nét hay là tiêu chuẩn đều có hết này, âm bấm máy này, các kiểu ngày giờ này, đó chúng ta rất là nhiều kiểu để nếu mà chúng ta xem pin thì chúng ta bấm bên cạnh này thì sẽ có thông thường K81 điện thoại chống 169B này, pin 87% này. Đây. Thì trước mình cũng đã từng là một fan của Sony Ericsson, rất là hay. Đấy. Rất là hay, dùng rất là bền. Ok, bây giờ các bạn nào có nhu cầu mua điện thoại Sony Ericsson, các loại dòng gì K85i hay là VK995 có thể liên hệ bên mình. Bên mình sẽ đặt hàng cho, hoặc là có những hàng có sẵn. Hiện tại bên mình chỉ có một số dòng K hoặc C, C905 hoặc C702, C902, còn còn với kép thì một thời gian nữa mới về, bạn nào muốn mua thì có thể đặt hàng bên mình nhá. Ok, chào các bạn.